Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Đai Châu hay còn gọi là Ngọc Điểm hay là Nghinh Xuân là ba cái tên khác nhau, nhưng mà các em ấy là chung một loại lan mà thôi. Mà giữa muôn trùng là dòng lan Đai Châu có hàng chục đến hàng trăm màu khác nhau. Những màu cơ bản như là đỏ, trắng, đốm, bò sữa, cam, vàng, hồng sắc pháo, đỏ sắc pháo, rất là nhiều. Nhưng mà chỉ có duy nhất một màu mặt bông mà được rất là nhiều người yêu thích, được đánh giá là đẹp và giá trị nhất, đó chính là màu hồng cánh sen. Và khi nhắc tới màu hồng cánh sen thì người ta sẽ luôn luôn người ta sẽ bán hàng chuẩn màu. Người ta để riêng ra một lô, người ta không có bán hàng tùm lum từ lưa, bởi vì màu này đẹp. Các bạn mà đi mua hàng mà đặc biệt là những màu là màu lụt xộn, màu sổ số, mà khi chúng ta mà mua hàng mà người bán hàng nói với các bạn đó chính là màu lụt xộn, màu sổ số mà có màu hồng cánh sen, thì là những trường hợp như vậy là mình không có tin, bởi vì là đã gọi là sổ số mà, hên thì hên xui à, hên thì ít mà xui thì nhiều. Nên vì vậy mà những cây màu hồng cánh sen thì người ta sẽ để riêng ra một lô, người ta sẽ bán giá cao hơn, người ta không có để lộn xộn đâu các bạn nhé. Hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn cái lô này là lô chuẩn màu hồng cánh sen, được đánh giá là màu đẹp và cây cũng rất là đẹp. Và những cây này là được hàng thuần tại Việt Nam. Những cây này là cây nhập từ bên Thái Lan và được thuần tại Việt Nam. Nên vì vậy mà khi mà ship hàng cho các bạn, bên Sóc Cò sẽ cố lựa cho các bạn những cây thuần nó có đầu rễ xanh này để gửi cho các bạn. Hàng thuần mới có đầu rễ xanh các bạn. Hồng cánh sen thì là màu mắc nhất, giá trị nhất, và em này là em sinh trưởng chậm nhất. Hôm nay mình muốn chia sẻ các bạn lô này, lô màu hồng cánh sen là tất cả đều có ngồng, là nhú hạt gạo bên keo lá này này, để các bạn chơi bông nhé. Nếu mà những lô này là lô màu lộn xộn, màu sổ số đó, thì giá trị nó sẽ không có cao, nó rơi khoảng là 100.000 hơn 100.000. Nhưng mà đây là lô màu hồng cánh sen, là màu này là màu bảo hành chuẩn cho các bạn, nên vì vậy mà giá tiền sẽ cao hơn. Bởi vì là khi mà bán hàng chuẩn màu thì giá lúc nào sẽ cao hơn những màu lộn xộn. Cây rất là khỏe mạnh, được thuần trên miếng bạc. Và tất cả đều có nhú ngồng như thế này để với các bạn chơi Tết nhé. Thì hiện tại bên mình đang bán là một chậu bảng hồng cánh sen này, giá là 200.000 một bảng. Nếu các bạn mà mua 3 bảng là 600.000, bên mình sẽ miễn tiền ship cho các bạn. Nếu các bạn mà mua 1 bảng, 2 bảng mang tính chất sưu tầm thì là phí ship là 40.000. Tất cả đều có hạt gạo ở bên ké lá, đây chính là cái ngồng các bạn nhé. Cây rễ thì thường thường nó sẽ có xu hướng là đâm xuống dưới, còn cái ngồng là sẽ có xu hướng là đâm lên trên. Đầu rễ thì tròn và bóng, đầu ngồng thì nó sẽ không có bóng và tròn đâu nhé, nó hơi dẹt dẹt. Đai Châu Thái hồng cánh sen, đây là hàng thuần bảng. Mình sẽ cố lựa cho các bạn là những cây sẽ có đầu rễ xanh như thế này. Lô này là mình đã chăm một thời gian rất là dài và có đầu rễ xanh như thế này, mình sẽ gửi hàng cho các bạn. Còn về cái cách trồng hay được gọi sang chậu đó, thì các bạn về đặt nguyên cho mình cái miếng bảng này vào trong chậu, đặt nguyên như vậy. Các bạn chèn than giúp mình, chèn than, bởi vì là mình đã thuần đầu rễ đã khỏe mạnh rồi, thì về các bạn đặt nguyên này, các bạn chèn than. Dòng này thì rất là ưa ẩm các bạn, ưa tưới nước nhiều giúp mình nhé, tưới vào buổi sáng thật là ẩm giúp mình, chèn than. Và các bạn mà cây này mà nhà các bạn mà có nhiều nắng đó, các bạn treo qua một lớp lưới này thì cái vân của nó, cái sọc lá lên rất là rõ ràng và bản lá sẽ to hơn. Nhiều nắng trồng lan rất là dễ. Các bạn thấy này, đầu rễ xanh này, đầu rễ xanh này, đầu rễ xanh này. Đó. Chuẩn hồng cánh sen. Giá là 200.000 một bảng. Còn đâu các bạn mua 1 bảng, 2 bảng là phí ship là 40.000. Mua 3 bảng là 600 mình sẽ miễn tiền ship nhé. Đây là tất cả là cái hạt gạo bên keo lá này. Đó. Cây không có bị lỗi lá nhé. Hàng này hàng thuần. Mình đã trồng chăm tại vườn để cho cây nào nhiều rễ đầu xanh như này để các bạn về trồng dễ dàng hơn.
Đây là hạt gạo bên kia lá, đó chính là những cái ngồng đó các bạn. Đây là ngồng nhé. Cũng là một dòng đai châu nhưng mà cái cây màu trắng à, màu trắng hay là màu đỏ hay là màu đốm bò sữa thì các em ấy sẽ sinh trưởng nhanh hơn. Cái cây hồng cánh sen là cái cây sinh trưởng rất là chậm, rất chậm. Một năm chắc em mới ra được khoảng độ là 2 đến 3 lá. Bông của em này thì là sẽ nở vào, thường thường là vào mùa xuân, có thể là vào Tết Nguyên Đán hoặc có thể là sau Tết Nguyên Đán. Hương thơm, chơi bông được khoảng 15 ngày. Đai châu rất là thơm, đai châu hay là gọi ngọc điểm đó. Đai châu thì người ngoài Bắc hay gọi, ngọc điểm thì là người miền Nam gọi, minh xuân thì là người miền Trung hay gọi. Nhưng mà cũng chỉ là một dòng lan mà thôi. Các bạn mà chơi những cái dòng lan đột biến hay dòng lan gọi là chúng ta hay gọi là dòng lan va đó, chơi cái dòng ấy đấy nó rất là đau tim. Năm nay giá như thế này nhưng sang năm sau nó là giá sẽ khác. Nhưng mà chỉ có duy nhất một cái dòng lan mà từ trước đến giờ giá trị của em ấy luôn luôn không có thay đổi và được rất là nhiều người trồng, đó chính là dòng lan đai châu. Mà khi nhắc tới dòng lan đai châu đó, mặt bông đẹp nhất, giá trị nhất và được nhiều người yêu thích nhất thì đó chính là cái cây hồng cánh sen. Hồng cánh sen thì người ta sẽ để riêng các bạn nhé, để riêng đây. Đây là cái cách mẹo để mình chia sẻ cho các bạn khi mua hàng thôi. Khi các bạn mà mua hàng những cây hàng mà người ta nói là màu lộn xộn, màu xổ số, người ta nói các bạn hỏi rằng là có màu hồng cánh sen hay không mà người ta nói rằng là có đấy thì là mình không có tin đâu. Các bạn lưu ký giúp mình nhé, hồng cánh sen người ta không có để lộn xộn tùm lum cho các bạn vào những màu lộn xộn khác đâu. Không có lý do gì cây người ta mắc tiền người ta lại để trà trộn bán cùng với những cái lô rẻ tiền, vô lý. Hồng cánh sen người ta sẽ để riêng cho các bạn như này, hàng người ta đã để riêng cho các bạn để giá bán một cái giá cao hơn, bởi vì là hồng cánh sen là cái giá trị là mắc. Vàng ra vàng, thau ra thau, làm sao mà để lẫn lộn được. Vàng thau không thể để lẫn lộn được. Miếng bảng này là bằng gỗ, mình không biết là người Thái trồng cái miếng bảng này bằng gì nữa, nhưng mà mình thấy nó rất là chắc chắn, nó không có thấy mục nát gì đâu. Người Thái người ta làm về cái sản phẩm nông nghiệp đó, hoặc là những cái sản phẩm về lan mình thấy rất là tuyệt vời. Cái này công bằng mà nhận xét chứ không phải là mình bán hàng Thái mà mình nói đẹp về hàng Thái. Hàng rừng thì chúng ta chỉ có một màu truyền thống, đó chính là màu trắng tím, nhưng mà người Thái Lan người ta lai tạo ra rất là hay. Có ha, cũng là một cái màu nguyên bản là màu trắng tím nhưng người ta lai tạo ra nhiều màu lắm, đến 100 màu khác nhau à. Đỏ, trắng, đốm, bò sữa, cam, vàng, hồng sắc pháo, hồng cánh sen rất là nhiều. Hoặc là những sản phẩm như là xoài nè, xoài Thái nè, sầu riêng Thái nè, quýt Thái nè. Rất là nhiều sản phẩm của hàng Thái mà rất là chất lượng, được rất là nhiều người yêu thích. Cái nào tốt thì chúng ta đánh giá là tốt. Hoặc là những dòng đai châu cũng vậy. Nếu mà người Thái mà người ta không có lai tạo ra nhiều màu sắc như này thì chắc giờ này chúng ta vẫn chơi một cái màu đó, chính là màu trắng tím, màu đốm. Đúng không các bạn? Người Thái người ta làm rất là hay. Rễ xanh. Những cái cây nào mà chưa có rễ, ví dụ như là những cây này mà chưa có rễ này, thì mình sẽ tiếp tục mình treo ở vườn mình chăm. Đến khi nào cây nó sẽ ra cái đầu rễ xanh này, mình sẽ gửi hàng cho các bạn. Mình sẽ treo, mình sẽ chăm để cây nó ra đầu rễ xanh như thế này này, mình xuất hàng cho các bạn. Các bạn khá là yên tâm. Khi mà cây ở bên mình mà chưa đi thì mình sẽ chăm. Đến khi nào cây khỏe mạnh thì mình sẽ xuất hàng. Hồng cánh sen. Cây rất đẹp. Giá chỉ có 200 ngàn một bảng mà thôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Trong quá trình chia sẻ bán hàng thì thường thường là tối mình cũng có thời gian rảnh để chăm sóc các bạn cái cách trồng lan, chăm sóc lan. Bạn nào mà có câu hỏi gì thắc mắc thì cứ chụp hình cây lan của các bạn gửi qua bên Zalo giúp mình. Sau 19 giờ bên mình sẽ rảnh sẽ trả lời những tin nhắn của bạn.
Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt.